cô chú và các bạn. Hôm nay mình thèm ăn gà luộc quá, mình sẽ xin bà ngoại một con gà. Đó. Bây giờ mình sẽ đi bắt gà. Đây thì là bông. Bao nhiêu còn lại để vô hết luôn đi. Đây. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại nha. Bây giờ để củi vô nha. Giờ mình làm muối ớt chanh. Ok, bây giờ đi hái ớt với hái chanh nha các bạn. Dạ. Đi hái ớt đi. Giờ mình sẽ làm nước chấm siêu cay. Nước mắm chứ. Rồi, buồn đổ chanh vô nè. Nước mắm. Rồi. Bé dắt vô. Hết luôn bé. Dắt hết luôn. Dắt cho mạnh mạnh bé. Dắt cho nè. Đây các bạn. Thèm được miếng nha các bạn. Không biết gà chín chưa. Chắc chín thôi. Chắc phải để lên một lúc nữa đi. Mới chín rồi. Ngon. Ngon ngay. À. À, các bạn.
ngon luôn. Ngon. Bé. Ngon. Ngon.
Bây giờ mình sẽ mời camera ăn thử một miếng. Cho camera ăn thử nha. Rất chi là ngon nha các bạn. Rất chi là ngon. Tụi con ăn đến đây là no lắm rồi nha các cô chú. Video này hay hãy đăng ký kênh, nhấn like, nhấn đi dưới like giúp anh em tụi con, bên anh tụi con chắc chúc cô chú nhiều sức khỏe.